Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã trở lại với channel YouTube của mình nha. Mình là Hiếu của Phương này. Thì hôm nay thì mình cũng sẽ chơi cái con Bitbot này thôi mọi người, với số vốn là 29 nha. Thì tiếp tục hôm nay mình cũng sẽ test cái con slot bóng đá nha mọi người. Thì vào chơi mấy bữa rồi thì thấy cũng dở ăn và mình tiếp tục mình chơi tiếp thôi. Rồi thì mới vào xem thì anh em hãy ủng hộ giúp mình một like và một subscribe nhé anh em. Anh em nào mà chưa có đăng ký kênh hay là chưa bấm theo dõi hay là bấm cái chuông gì đó, anh em hãy nhớ bấm lên luôn nha. Mỗi lần mình lên video mới nó sẽ có thông báo cho anh em vào đó mà xem luôn nha anh em. Ok này, hôm nay thì vốn 2m9 này. Mình vào quay cũng 100k thôi mọi người. Mình thấy quay 100k thì nó cũng khá là dễ ăn hơn là quay 250k hay là 450k hay là 500k gì đó mọi người. Nói chung là mình quay nhỏ nhỏ thì nó hay bú lắm nha. Còn quay lớn lớn thì hay là đảo lắm mọi người. Ok này. Cái này làm được bao nhiêu nè? Giải đặc biệt thì chỉ được có 570k thôi kìa. Cũng khá là bèo nhờ. Nếu mà anh em quay với mức cược là 100k, nó sẽ nổ lên là 500k thì được giải đặc biệt rồi. Ok nha. Hoài hoài, nãy giờ cũng có 29 nè, ở yên nãy giờ luôn. Và mình cũng có lên đông video nha anh em, lọc lá đồ các kiểu đó. Anh em cứ tương tác dưới video đi. Rồi mai mình sẽ lên đâm cho. Với video đây thì mình cũng đã lên đâm rồi nha mọi người. Thì mình sẽ gắn ngẫu nhiên thôi. Anh em nào xem video thì nhớ chú ý nha. Rồi, cái này nổ được 300 mấy nè. Tiếp tục nha anh em. Ok, nổ áo nữa này. Thì mình quay cái mấy cái slot này thì mình thường thường là mình đỡ ô tô thôi nha mọi người. Quay với vốn nhỏ nhỏ thì mình hay đỡ ô tô. Chứ quay 500k 1 mét thì anh em nên quay tay. Ôi trời ơi, nổ đi nào. Ok, tiếp tục nha. Rồi, ôi, quả này đặc biệt anh em ơi. Neymar với lại một đống giày luôn này. Ngon nè. Quả này nổ được 960k tiếp không? Ô, Ronaldo nữa anh em ơi. Lên trên 1 mét rồi. Rồi, lên được 4 mét rồi nha anh em. Tiếp nào. Ui rồi ôi, giày kìa. Một chiếc giày nữa. Này mà nổ chiếc giày nữa là ngon anh em. Ui, giày nó vào số 1 kìa. Ui, quải thiệt đó chứ. Nó mà nhảy xuống cái số 2 nữa là nổ 6 giây nữa ngon rồi. Rồi, ok anh em ơi, mình sẽ random cái video hôm qua anh em nào đã tương tác rồi nha. Thì video hồi nãy thì mình đã random bên đọc báo là sang đã hấp được cái lọc rồi nha anh em. Vậy tiếp tục cái thứ hai thôi, còn cái thích truy hữu nữa nha. Tí nữa mình random luôn rồi mình bỏ vào video nốt luôn cho nó ok gì với anh em luôn. Rồi, anh chim một này, chúc mừng bạn nha. Anh em nào mà thấy tên như thế này là anh em đã hấp được cái lọc Momo là 20 cành nha anh em. Anh em nào đã húp rồi á, anh em hãy nhắn tin Telegram liên hệ chủ kênh, đó là Telegram Hiếu của Full 1 của mình nha. Đỡ nhận lọc thôi, ok nhá anh em. Và anh em nào mà thích chơi mấy cái con game mình đang chơi thì đừng lên tải game, mình có bỏ trên phần mô tả với lại dưới bình luận luôn mọi người. Anh em nào mà chơi thì cứ tải game về mà test thử nha. Mình có hỗ trợ coder cho anh em trải nghiệm luôn nha mọi người. Anh em nào mà đánh ăn lên lúc thoải mái luôn nhá. Ok nè, tiếp nè. Rồi, một đống Son Goal nè anh em. Đặc biệt luôn. Rồi, ok anh em ơi. Ngon nhờ, tự nhiên rớt xuống hai cái win ở trên hàng 3 với hàng 4 anh em. Ôi, giờ lại không nổi giày nữa nhờ. Cái đó mà nổi giày nữa là ngon à. Bây giờ hình như nó tụt tụt lại rồi anh em ơi. Nổi đặc biệt vậy á, nhưng mà nó vẫn tụt à. Nói chung là mình chơi, mình quay thôi anh em. Nhưng mà lời lãi thì cũng ăn non thôi. Chứ còn mà anh em mà muốn ăn giày khó nha. Lâu lâu nó nổ một quả thiệt là to thì mình mới ăn ngon lành cành đào được. Còn như thế này thì cứ mít hồi luôn, chịu á, chịu luôn á. Nếu mà nãy giờ mình lên được 4 mét mình cũng có lãi được 1 mét mấy rồi anh em. Nhưng mà mình không có nghĩ anh em à, mình cứ chơi thôi đó. Ok này, Neymar nữa này. Tiếp nào, ok, Messi. Không nổi gì hết, lên luôn 250k nha mọi người. Liệu ăn nhiều qua cái kết như thế nào thì chưa biết anh em. Thì vẫn cứ chơi thôi, thắng thua gì mình cũng sẽ đăng cho anh em xem và trải nghiệm chơi cho vui thôi nha mọi người. Mình đâu có nhất thiết là clip nào mình cũng ăn đâu anh em. Clip nào mình cũng làm tự nhiên và một lần thôi. Ăn thì mình cũng đăng mà thua mình cũng đăng nha anh em. Thì anh em thấy hay thì ủng hộ giúp mình một like và một subscribe nha. Rồi sút quả coi. Ok anh em ơi, sút luôn này. Tới công chuyện với lại sút nè anh em. Thì mình làm cái thủ thuật đó là sút bên tay trái qua trên. Đó, một quả này. Tiếp vẽ nữa nha anh em. Ây da, nó lụm rồi anh em à. Ảo đấy nhờ.
Nói chung là mình cũng nói mẹo mẹo vậy cho nó vui thôi, chứ mình thường thường là mình suốt nó hay vào lắm mà nay mình suốt không vào nữa anh em à. Nhiều khi á mình suốt vào anh em suốt không vào thì nó cũng đâu phải là cái mẹo đâu anh em. Nói chung là mình làm clip mà mình cũng học hỏi đồ các kiểu, mình cũng nói mẹo cho nó vui chỉ giải trí thôi. Chứ thiệt chất ra thì là quay đáng như cái đầu bùi á, nó chụp thì nó chụp thôi à. Rồi. Trời ơi không thiếu ni ma kìa anh em, ni ma trời u là trời, giờ nó mới rớt xuống nè anh em. Quả đó mà húp ni ma nhiều là ngon luôn cành đào rồi. Quả thì có chứ húp 6 7 thằng là ô về bờ anh em à. Nè lên lại nào. Trời ơi không lên lại. Mình quay với mức cược là 250k mà quả đấy nó nổ là ngon lành luôn anh em. Lên luôn 500k liệu bao nhiêu nha anh em. Suốt nè. Ok anh em ơi. Lên đặc biệt. Ui thiếu một chiếc giày. Má tèo nó suốt như cái đặc cầu anh em à. Quay với mức cược 500k mà suốt quả đấy giải đặc biệt là về bờ rồi. Thôi cứ tiếp thôi. Ây da, vẫn nổ à. Tiếp nha. Vẫn còn nổ anh em. Thôi thì cũng vẫn là 3 mét. Giờ là khổ rồi anh em ơi. Khó quá khó rồi. Tiếp nổ đi. Không nổ thì chắc ra đảo quá anh em à. Còn có 29 thôi. Ok này. Quả này nổ lên tí nữa. Kiếm lời tí cũng được nghỉ nào anh em. Rồi lên 3 mét, 33 rồi. Tiếp nữa nào. Rồi lên 36 thôi nghỉ luôn anh em ơi. Ok hết nổ luôn thôi nghỉ, chốt lời chốt lãi ăn non thôi. Chứ giờ quay nữa mệt quá anh em ơi. 6-7 phút rồi quay gì nữa. Ok nhé anh em. Rồi thì mình cũng chúc anh em may mắn và thành công. Hẹn gặp lại anh em những cái video sau nha. Bye bye anh em nha. Và anh em nào mà xem video của mình mà thấy hay thì hãy ủng hộ cho mình một like và mình subscribe nhé anh em. Và anh em đừng quên bấm cái chuông và bấm theo dõi để đón xem những cái video mình vừa mới làm ra luôn nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em video sau nha.